Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì trung tâm đồ gỗ 36 lại tiếp tục chia sẻ cho anh em về cái mẫu đèn thờ. Mình nghĩ rằng là chắc chắn là anh em cũng đã tham khảo hoặc là đi tìm rất là nhiều mẫu đèn thờ rồi, thế nhưng mà không biết là anh em đã mua được chưa. Còn nếu anh em nào mà chưa mua thì anh em có thể là tham khảo một trong những cái mẫu đèn thờ này. Nhà mình thì có mẫu đèn thờ này và một số các cái mẫu đèn thờ như này nữa này. Đây, đây, mẫu đèn thờ như này rất nhiều. Mẫu đèn thờ đây như này cũng là mẫu đèn thờ đấy. Tức là nhà mình có rất là nhiều mẫu đèn thờ để cho anh em lựa chọn, thế nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ chi tiết cái mẫu đèn thờ này để cho anh em nắm được. Bởi vì sao mình phải chia sẻ cho anh em đấy, đây cái giá trị của mẫu đèn thờ thì mình muốn là anh em biết được thì anh em sẽ thấy được cái giá trị của nó. Trong này thì mình cũng có lắp một cái bóng và có dây điện. Đây, bật lên đây. Đấy. Anh em thấy chưa? Đây, bấm vào cho anh em. Khi mà chúng ta sử dụng mẫu đèn thờ thì chắc chắn một điều rằng là ai cũng muốn là mua được một đôi đèn thờ làm sao cho nó tốt, cho nó đẹp, cho nó chuẩn phong thủy. Và một cái điều mà mình nghĩ rằng là trước khi anh em mua thì anh em cũng phải lựa chọn là cái kích thước của nó, đúng không ạ? Cái kích thước là một cái rất là quan trọng để nó phù hợp với cái việc mà chúng ta trang trí trên bàn thờ. Cái đèn thờ này là cao là 41. Đấy, cao 41, tức là kích thước lỗ ba nó rất là chuẩn rồi. Cái bên vế dưới này của nó này thì chia sẻ cho anh em là nó rộng 23. Tức là cái đế chân bên dưới này nó cực kỳ chắc chắn. Đấy, anh em nhìn đến đây. Đấy, thiết kế làm lắp ráp rất là ok luôn. Đấy. Và anh em nhìn nó bắt mắt không? Cái chân này bắt đầu yếm này. Cái này là dạng chân quỳ này, chỉ này, một tầng này, hai tầng này, bắt đầu lên đến tầng thứ ba là tầng bóng điện. Và xung quanh lục lăng ở đây ấy, thì có chạm khắc hoa văn. Đấy, chữ vạn này, rồi hoa lá tây này. Anh em nhìn thấy chưa? Xung quanh lọng thủng như thế này. Đấy. Sau đó là bắt đầu lên tới trên phần vế trên này là làm một mái các cái đao này, anh em nhìn thấy. Về các cái đường nó nét lắp ráp thì anh em nhìn thấy bén cháy luôn này. Đấy. Không có một cái lỗi vết nào hết. Đấy. Không có một lỗi vết nào. Gỗ thì 100% gỗ lõi. Đấy. Vân đẹp. Màu sắc thì nguyên bản màu gỗ. Đây là gỗ hương. Đấy. Không có một cái lỗi vết nào. Anh em nhìn thấy chưa? Tứ bề đều là chuẩn đét luôn. Đấy. Thế thì một đôi của nó bao giờ chúng ta cũng phải lựa chọn làm sao cho nó đồng màu. Đều ạ. Đấy. Gỗ thì chuẩn đét luôn, anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Thế cho nên là về cái đế, về cái khung, về cái hình dáng, anh em nhìn thấy bắt mắt không? Rất là chuẩn luôn. Đấy. Thế thì khi mà chúng tôi thắp cái bóng điện ở bên trong này này thì nó có cái chiết áp, nhưng tôi chia sẻ cho quý vị là có thể là chúng ta cho sáng, cho tối ở cái chiết áp này. Đấy, hoặc là chúng ta có thể tắt ở cái chiết áp này và chúng ta bật lên. Đấy. Và một cái điểm nữa, tức là trong cái việc mà chúng ta cần phải thay bóng ấy, thì chúng ta có cái con vít ở đây này. Đấy. Con vít ở đây là chúng ta tháo những con vít ở xung quanh này ra. Đấy. Thì là chúng ta sẽ tháo được cái đèn, nhấc cái đèn lên. Đấy, nó có hai con vít. Đấy. Và chúng ta nhấc ra để chúng ta có thể thay bóng. Đấy. Anh em thấy chưa? Thế cho nên là đối với một trong những cái mẫu đèn thờ thì chia sẻ cho anh em để cho anh em nắm được là được làm trên cái chất liệu bằng gỗ hương, được lắp ráp một cách cẩn thận, được chạm khắc một cách tinh xảo và được sơn BU một cách gọi là mỹ mãn, sơn BU hàng tiêu chuẩn luôn. Trong khi đó thì cái gỗ này là gỗ nhập khẩu, gỗ hương cao cấp. Giá thành thì nó rất ok thôi. Còn nếu anh em nào mà chưa mua thì anh em có thể là tham khảo cái mẫu này, hoặc là tham khảo cái mẫu đây. Đấy. Đúng không ạ? Hoặc là anh em có thể là tham khảo sang cái mẫu này. Đấy. Đây. Đấy. Hoặc là anh em có thể là tham khảo sang cái mẫu to hơn. Đây, hai cái mẫu trên này to hơn để anh em có thể là sử dụng, đúng không ạ? Với những cái sản phẩm mà trung tâm đồ gỗ 36 đưa ra thì chắc chắn một điều rằng là không làm cho anh em thất vọng. Bởi vì nhà mình là sản xuất trực tiếp, lắp ráp trực tiếp,
Cho nên là anh em yên tâm về giá thành cũng như là yên tâm về chất lượng. Đấy, anh em nào cần thì cứ gọi điện đến số điện thoại là 0968 152 070. Đấy là của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Cảm ơn anh em rất là nhiều khi mà đã quan tâm theo dõi những cái video của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu.